Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Tân Sửu, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ ngày Tân Sửu, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Bích Thượng Thổ kỷ tuổi Ất Mùi, Đinh Mùi, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục, xông với Mùi hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão, tuổi xung trong tháng tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Thiên Hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Thiên Thành tốt mọi việc, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Cô Thần xấu đối với cưới hỏi, sao Tội Chỉ xấu đối với tế tự tố tụng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Vận trình người tuổi Tý trong ngày thứ hai đầu tuần này đạt được những bước tiến mạnh mẽ khiến người khác không khỏi trầm trồ khi có lục hợp xuất hiện hỗ trợ. Hầu hết các phương diện, từ công việc, tình cảm đến tiền bạc của những chú chuột đều hanh thông vô cùng, không gặp bất cứ trở ngại nào. Công việc hiện tại của con giáp này có nhiều tín hiệu đáng mừng, ngày tăng lương thăng chức không còn xa nữa. Bạn may mắn có được công việc như ý cùng những người đồng nghiệp tốt. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cấp trên coi trọng người tài cũng giúp bạn có thêm nhiều cơ hội để phát triển hơn trong sự nghiệp. Thiên tài che chở cho đường tài lộc của người tuổi này trong hôm nay. Những nguồn thu từ nghề phụ tuy không nhiều nhưng ngày một tăng thêm khiến cho cuộc sống của bạn dần đủ đầy hơn. Nhờ vậy, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu trong thời gian tới. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình đạt được những bước tiến mạnh mẽ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hầu hết các phương diện đều hanh thông, không trở ngại. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, công việc hiện tại có nhiều tín hiệu đáng mừng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, có thêm nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, có thêm tài lộc nhờ những nguồn thu phụ. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 18, số 98, số 33. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc,
bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới xem tử vi cho thấy sự xuất hiện của tỷ kiên có thể khiến người tuổi Sửu trở nên cố chấp, ngang ngược hơn hẳn thường ngày. Bạn khăng khăng với nhận định của bản thân, gạt bỏ mọi ý kiến đóng góp của người khác cho dù đối phương chỉ muốn bạn tham khảo chứ không hề có ý định sai khiến bạn điều gì. Cách xử sự như vậy có thể khiến bạn gặp không ít rắc rối. Trong ngày như hôm nay, những chú trâu tốt nhất nên tránh tranh chấp với người khác vì bạn dễ bị thiệt thòi, thậm chí còn có thể dẫn đến họa kiện tụng. Nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, giải quyết bằng thương lượng, hòa hoãn vẫn là thượng sách. Ngày thổ khí vượng càng khiến tâm trạng tuổi Sửu dễ bị ức chế, dồn ứ vì những chuyện đâu đâu. Đôi khi chỉ là vài thứ nhỏ nhặt bạn cũng thấy không vừa mắt, tỏ ra gắt gỏng với những người thân của mình khiến không khí gia đình nặng nề. Hãy kiểm soát cảm xúc của bản thân để có thể gìn giữ hạnh phúc gia đình bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, trở nên cố chấp, ngang ngược hơn hẳn thường ngày. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, chớ nên khăng khăng với nhận định của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tốt nhất nên tránh tranh chấp với người khác trong hôm nay. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nên giải quyết mâu thuẫn bằng thương lượng, hòa hoãn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, cần kiểm soát cảm xúc của bản thân để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 62, số 81. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi ngày mới phương Đông cho thấy, trong ngày được chính quan che chở như hôm nay, lời khuyên dành cho người tuổi Dần là nên nhạy bén và nhanh chóng nắm bắt những cơ hội tuyệt vời mà các tinh này mang đến. Công việc của bản mệnh đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh nên tranh thủ thể hiện năng lực bản thân qua chính công việc hàng ngày được giao. Tuy vẫn còn nhiều điều ngáng chờ trên con đường đi đến thành công nhưng không khiến cho bản mệnh nản lòng mà ngược lại. Con giáp này càng thêm sục sôi ý chí để chinh phục những trở ngại đang tồn tại bằng chính bản lĩnh của mình. Với ý chí cầu tiến này, bạn sẽ sớm nhận về những trái ngọt xứng đáng. Mộc thổ xung khắc, những chú hổ dù bận rộn đến đâu cũng nên quan tâm hơn đến chuyện tình cảm của mình. Không khó để dành ra vài ba phút nhắn một, hai tin nhắn cho người ấy yên tâm phải không nào. Đừng để đối phương hiểu lầm sự im lặng của bạn rồi lại đâm ra nghi ngờ, ghen tuông không nên nhé. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nên nhạy bén và nhanh chóng nắm bắt những cơ hội trước mắt. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, công việc đang trên đà phát triển nên tranh thủ thể hiện. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, thách thức càng thôi thúc ý chí chiến đấu sục sôi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, sớm nhận về những trái ngọt xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, dù bận rộn đến đâu cũng nên quan tâm đến chuyện tình cảm. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 36, số 99, số 72. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Thiên quan xuất hiện trong tử vi thứ hai này của người tuổi Mão sẽ kéo theo không ít hung họa mà bản mệnh chớ nên chủ quan. Tiểu nhân rình rập, nhòm ngó vị trí của bạn. Đây không phải là lúc bạn được phép lơ là hay nhởn nhơ, cần tập trung làm việc, kiểm tra thật kỹ trước khi giao thành quả của mình để tránh những sơ hở sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng. Lại thêm ngũ hành xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này cũng không suôn sẻ như ý muốn.
người tuổi này có thể phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ hôn nhân do vợ chồng càng ngày càng xa cách, thậm chí có điềm báo kẻ thứ ba xuất hiện, tình yêu sớm đã phai màu nhạt cánh. Ngày này, bản mệnh không dành nhiều thời gian cho đối phương, cuộc sống bận rộn khiến bạn đôi khi trở nên vô tâm, không đủ tinh tế để theo từng niềm vui nỗi buồn của người ấy, khiến cho quan hệ càng ngày càng trở nên xa cách. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, xuất hiện nhiều hung họa nên chớ nên chủ quan. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, đề phòng tiểu nhân rình rập, nhòm ngó vị trí hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, đây không phải là lúc được phép lơ là hay nhẫn nhơ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, có thể phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, cuộc sống bận rộn khiến quan hệ đôi lứa ngày càng xa cách. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 05, số 77, số 51. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Ngày Sửu Thìn tương phá, cảnh báo người tuổi Thìn cần phải đề phòng kẻo có kẻ ném đá giấu tay, muốn hủy hoại thanh danh và vị trí hiện tại của bạn. Hung tinh đe dọa, có kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại, khiến cho vận trình của bạn sa sút mất kiểm soát. Nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính của bạn, bản mệnh không kịp xoay sở để xử lý, dễ lộ ra thiếu sót. Vận đen còn đeo bám đường tài lộc của những chú rồng khi kiếp tài báo hiệu mất mát hao hụt tài chính trong hôm nay. Không phải tài lộc không về nhà nhưng bản mệnh tiêu xài hoang phí khiến cho tài lộc chẳng thể tích tụ, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không cánh mà bay. Sức khỏe của người tuổi Thìn trong ngày có thổ vượng cũng có dấu hiệu bất ổn. Bản mệnh dễ mắc bệnh về dạ dày, nhất là người có tiền sử bệnh, người sinh hoạt thất thường, người lao lực, làm việc quá sức. Nếu không chú ý hơn tới chế độ ăn uống ngủ nghỉ thì rất có thể bạn sẽ phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, đề phòng kẻo có kẻ ném đá giấu tay, hủy hoại thanh danh. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, hung tinh đe dọa, có kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính, không kịp xoay sở. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, tài lộc hao hụt do thói quen tiêu xài hoang phí. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, sức khỏe có dấu hiệu bất ổn, cần sinh hoạt điều độ hơn. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 72, số 64. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Nhờ tam hợp độ mệnh, người tuổi Tỵ được chỉ lối dẫn đường, mách bảo cho cách làm ăn nên cho tiền bạc cứ thế chảy vào túi không ngừng. Tài lộc dồi dào, bản mệnh có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới, giúp tiền bạc không ngừng sinh sôi nảy nở. Lại thêm chính quan soi đường, công việc của con giáp này cũng đang trên đà phát triển rất tốt. Bạn hoàn thành những gì được giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không từ. Dù vận trình đương tốt nhưng bạn cũng không nên ỷ lại hoàn toàn vào vận may mà lười biếng. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn sẽ chểnh mảng, đánh mất thành quả bao lâu nay tích cóp được nên hãy chú tâm hơn nhé. Hỏa sinh thổ, còn giúp tình cảm của bản mệnh vẫn hết sức ngọt ngào, có nhiều bước phát triển mới, nhất là với người đã yêu lâu. Người độc thân có cơ hội gặp những đối tượng tốt, phù hợp với điều kiện của bản thân. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, được cát tinh chỉ lối nên tiền bạc cứ thế chảy vào túi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, nhân lúc tài lộc dồi dào, có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, công việc cũng đang trên đà phát triển rất tốt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, không nên ỷ lại hoàn toàn vào vận may mà lười biếng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy,
tình cảm ngọt ngào, có nhiều bước phát triển mới. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 58, số 66. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Bước sang ngày mới gặp cục diện Sửu Ngọ tương hại, gây nên không ít sóng gió cho vận trình của người tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này. Công việc ở thời điểm này không có nhiều điều khởi sắc, mọi chuyện gần như đi vào bế tắc, không có gì biến chuyển khiến cho bạn dần mất đi hứng thú làm việc. Tinh thần uể oải khiến cho công việc hoàn thành kém hiệu quả, không được như ý muốn. Do sự nghiệp không thuận nên tài lộc của những chú ngựa trong ngày này cũng không tốt lắm. Những hiểm họa bất ngờ có thể xảy tới bất cứ lúc nào khiến tiền bạc hao hụt nhanh chóng, đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng và đề cao cảnh giác trước các quyết định tài chính, chớ nên vội vàng tin tưởng lời mời gọi đầu tư quá dễ dàng. Niềm an ủi nhất của bạn trong ngày hôm nay là sức khỏe tốt, tình cảm hài hòa nhờ có ngũ hành tương sinh che chở. Dù ngoài kia vẫn còn rất nhiều mệt nhọc, nhưng may mắn là bạn vẫn có người để tâm sự, trò chuyện và cảm thông nên không cảm thấy cô đơn, buồn phiền cũng nhanh chóng qua đi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, công việc ở thời điểm này không có nhiều điều khởi sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, dần mất đi hứng thú làm việc khi mọi thứ đi vào bế tắc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tinh thần uể oải khiến cho công việc hoàn thành kém hiệu quả. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tiền bạc có dấu hiệu hao hụt nhanh chóng nên phải đề cao cảnh giác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, sức khỏe tốt, tình cảm hài hòa xua tan mệt nhọc. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 02, số 58. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày mới gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gây trở ngại. Người tuổi Mùi có thể phải đối mặt với rất nhiều áp lực khi không chỉ tình cảm mà công việc cũng không được như ý. Đường hôn nhân tình cảm nhiều trục trặc, mâu thuẫn vợ chồng có thể bị đẩy lên đỉnh điểm khi đôi bên ai cũng khăng khăng bảo vệ cái tôi của mình, không chịu nhún nhường để giữ hòa khí gia đình. Thổ vượng khuyên bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu thay đổi góc độ quan sát vấn đề. Trong công việc, tỷ kiên tác động có thể sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ đồng nghiệp của những chú dê. Thái độ và hành động của bạn nên có chừng mực nhất định, tôn trọng đối phương, bởi để có được thành công như ngày hôm nay, đó không chỉ là sự nỗ lực của riêng bạn mà là của cả tập thể. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim có thể phải đối mặt với rất nhiều áp lực khi vận trình sa sút. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, đường hôn nhân tình cảm nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn vợ chồng có thể bị đẩy lên đỉnh điểm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, chú ý cách hành xử trong mối quan hệ đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, thành công hôm nay không chỉ là sự nỗ lực của cá nhân mà là của cả tập thể. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 91, số 77, số 01. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
tử vi thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần này cho thấy, người tuổi Thân có thể sẽ khá vất vả để giải quyết hậu quả trong công việc do sự chểnh mảng của mình gây ra. Thương quan cho thấy bản mệnh đang để đầu óc treo ngược cành cây, thiếu tập trung nên dễ mắc phải sai lầm. Do đó, bạn cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình để giảm bớt những nguy cơ tổn hại đến tiền đồ sau này. Lúc này, một vài suy nghĩ tiêu cực cũng xuất hiện trong đầu bạn càng khiến tâm trạng con giáp này càng thêm uể oải và có phần suy sụp. Tuy nhiên, hãy nhớ một điều rằng mọi thứ đều có hai mặt, nếu bạn biết cách nhìn về mặt tích cực của vấn đề thì không có gì không thể vượt qua cả. Ngày thổ sinh kim, vớt vát lại vận trình của con giáp này trong hôm nay khi đường tình duyên khá êm ả. Dù bạn và đối phương đều bận rộn với công việc riêng của mỗi người nhưng hầu như cả hai không gặp bất kỳ mâu thuẫn nào bởi luôn biết cách điều hòa mối quan hệ. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, vất vả giải quyết hậu quả do sự chểnh mảng của mình gây ra. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, dễ mắc phải sai lầm do để đầu óc treo ngược cành cây. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, cần sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, tâm trạng uể oải và có phần suy sụp do suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, đường tình duyên êm ả, đôi lứa không gặp bất kỳ mâu thuẫn nào. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 52, số 74. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Thị. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Vận trình ngày mới, nhờ cục diện ngũ hành tam hợp, tị Dậu Sửu nâng đỡ, người tuổi Dậu hân hoan đón một ngày tình yêu ngập tràn. Quý nhân chỉ lối dẫn đường cho đôi lứa tìm đến với nhau, người độc thân sớm thoát cảnh lẻ loi khi tìm được người chung lối. Người đã có gia đình có được những niềm hạnh phúc tuy bình dị nhưng vô cùng lớn lao. Hạnh phúc gia đình cho bạn thêm nhiều động lực để phấn đấu cho tương lai của bản thân cũng như những người mà mình yêu thương nhất, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình. Hôm nay có thực thần xuất hiện, con giáp này còn gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Bản mệnh nhanh chóng tìm kiếm được cơ hội phát tài phát lộc, người làm kinh doanh được các thần nâng đỡ nên chẳng lo lắng gì nhiều. Chuyện làm ăn cứ thế suôn sẻ, hầu như không có vấn đề gì to lớn xảy ra trong ngày. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, hân hoan đón một ngày tình yêu ngập tràn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, quý nhân chỉ lối dẫn đường cho đôi lứa tìm đến với nhau. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, hạnh phúc gia đình tạo ra động lực phấn đấu cho tương lai. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, người làm kinh doanh được các thần nâng đỡ. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 27, số 92, số 50. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Ngày kiếp tài giáng họa, người tuổi Tuất sẽ cần phải sớm thắt chặt lại các khoản chi tiêu của mình. Nếu bạn không biết cách cân đối lại tài chính của mình thì có thể sẽ lâm vào cảnh túng thiếu tiền bạc, buộc phải vay mượn để trang trải cuộc sống khi các khoản tích góp của bạn cũng không còn được là bao. Ngày này cũng không thích hợp cho các kế hoạch đầu tư tài chính bởi rủi ro luôn rình rập. Bạn nên kiểm tra lại thông tin một lượt, chớ vì nóng vội mà ném tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt của mình chỉ vì tham cái lợi trước mắt. Thổ khí đương vượng dễ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của bản mệnh. Con giáp này phải thận trọng kẻo bị đau bụng, đau dạ dày vì thói quen ăn uống thiếu khoa học của mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, cần phải sớm thắt chặt lại các khoản chi tiêu của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có thể sẽ lâm vào cảnh túng thiếu tiền bạc, buộc phải vay mượn.
Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, ngày này cũng không thích hợp cho các kế hoạch đầu tư tài chính. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, chớ vì tham cái lợi trước mắt mà ném tiền qua cửa sổ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, đề phòng bệnh về dạ dày vì thói quen ăn uống thiếu khoa học. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 31, số 55. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày mới được tam hội dẫn lối, người tuổi Hợi được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên dễ dàng tìm được cơ hội làm ăn mới. Bản mệnh cần phải tỉnh táo để nắm bắt thời cơ đúng lúc đúng chỗ, chớ để lỡ cơ hội hiếm có để làm đầy túi tiền cho mình. Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập, tiền bạc rủng rỉnh nên gánh đỡ phần nào gánh nặng về kinh tế. Hôm nay, chính quan nâng đỡ cho con giáp này rất nhiều trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh đầu tư hết mình vào công việc, nung nấu tham vọng, bạn đặt ra cho mình những mục tiêu phía trước và hăng hái phấn đấu để vươn tới thành công. Tuy nhiên, thủy thổ xung khắc báo hiệu đường tình duyên ảm đạm, mối quan hệ đôi lứa có nhiều rạn nứt, thậm chí dễ phải chịu cảnh chia xa. Con giáp này cần phải kiên định với tình cảm của mình, nếu không có thể sẽ tự tay phá hủy hạnh phúc hiện tại. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, quý nhân chỉ lối, dễ dàng tìm được cơ hội làm ăn mới. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, cần phải tỉnh táo để nắm bắt thời cơ đúng lúc đúng chỗ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đầu tư hết mình vào công việc, nung nấu tham vọng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đường tình duyên ảm đạm, mối quan hệ đôi lứa nhiều rạn nứt. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 98, số 05, số 76. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.